Trong buổi học lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn import một file Revit vào trong phần mềm Ecotech Analyst 2011 bằng định dạng GBXML. Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn import Revit vào Ecotech bằng định dạng DXF. Đây là file Revit hôm trước chúng ta đã học. Để import định dạng DXF, các bạn sẽ về khung nhìn 3D, sau đấy kích vào Revit, chọn Export, chọn Cái Format và chọn DXF. Đây các bạn sẽ Next, lưu cho mình cái tên, ví dụ là Import DXF. Mình chọn phiên bản CAD là 2007 và mình kích vào OK. Sau khi export xong, mình sẽ vào Ecotech, mình chọn File, mình chọn Import và chọn 3D CAD Geometry. Ở đây mình chọn định dạng đuôi là DXF, mình chọn File và đây chính là file của chúng ta. Mình kích Open. Các bạn thấy rằng cái mô hình Revit của chúng ta đã được import vào đây. Các bạn có thể thiết lập cho mình các thông số, ví dụ như ở đây là đối tượng Selling. Các bạn có thể cho nó Material. Ở đây kích vào đây, chọn Selling. Chúng ta cũng có thể thiết lập các đối tượng khác, ví dụ như đây Column, thì các bạn có thể là chọn là No Item, nghĩa là không import đối tượng cột vào. Ở đây có Financial, các bạn có thể cho nó là Application, đồ đạc. Cũng như các thiết lập khác như là ở đây Glass, các bạn sẽ cho nó là Window. Đấy. Ngoài ra, các bạn cũng có thể là kích vào cái loại đối tượng này, kích chuột phải, chọn Isolate để xem đấy là đối tượng gì trong thì chúng ta import vào. Như thế này. Đấy. Sau khi đã thiết lập xong, các bạn có thể chọn Import into Existing để import cái file chúng ta vào. Các bạn có thể về Visualize để xem. Các bạn thấy rằng chúng ta đã import được một cái file DXF vào trong Ecotech. Tuy nhiên các bạn thấy rằng hiện tại thì nó đang bị lỗi các nhiều cái mặt phẳng như thế này. Thì để khắc phục lỗi này, các bạn có thể kích vào Modify, chọn Mesh Coincident Triangle. Phần mềm sẽ tính toán và các bạn sẽ thấy rằng sau khi tính toán xong, nó sẽ khắc phục chúng ta đa số các cái lỗi như thế. Đấy là cách chúng ta import một file DXF vào trong phần mềm Ecotech. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.